Ấy giời, robot bá lắm đấy, đừng có đùa. Lồng điện của tôi, ok em ơi. Úi giời ơi, bịt nó lại này, trưởng ít thôi bạn ơi. Thấy chưa? Vâng, lụm về 20 cúp cho tớ. Nếu anh em mà ủng hộ mình 1.000 like thì mình sẽ làm và đánh luôn vào bài cúp huyền thoại con ạ. Này, con combo Roar Ghost. Hello, xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một video về đơn vị lính Robots. Và mình sẽ cố gắng giải thích cho các bạn nhiều nhất có thể, cũng như là đưa thêm nhiều video hay nữa về Clash of Clans, và đặc biệt là cách chơi của Robots ở nhà chính cấp thấp từ thảo hơn 10 đồ xuống. Ok, và ngày hôm qua thì lỡ hẹn các bạn một chút xíu về đó chính là thông tin của trò chơi hội, thì mình chưa có làm kịp được. Hôm qua mình về dưới nhà bố mẹ mình ăn cơm nên là về hơi muộn đi. Thì đây, trò chơi hội của chúng ta sẽ có là bắt đầu từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 10 các bạn nhá. Và max của mỗi người chơi vẫn là 4.000 điểm đây này. Và cái này thì chúng ta vẫn có 6 cột mốc nhận phần thưởng, và chúng ta có một cái sách vố công trình rất là đặc biệt ở cột mốc thứ 6. Và ngoài ra thì gem cũng như là một số đồ chơi của xẻng hay là thuốc sản xuất lính nhanh thì vẫn có đầy đủ. Ok, thì trò chơi hội thì nói chung là nó phần thưởng thì lúc nào nó cũng ngon rồi. Đối với tớ thì là ok. Anh em nghĩ sao về phần thưởng trò chơi lần này? Và các bạn đừng quên theo dõi cái video về update những cái thông tin trò chơi hội mà mình đã làm mấy hôm trước, thì mình cũng để đề xuất ở đây luôn cho các bạn xem nha. Bên cạnh đó này, thì bây giờ chúng ta hãy cùng thử xem cái đơn vị Robots này của chúng ta, cái thông số nó như thế nào. Thì các bạn có thể thấy ở đây là đam sát thương mỗi giây là 680. Đam này rất to và nó ngang với cả PK. Rồi là máu nó ít hơn, máu là 270, nhưng mà tốc độ di chuyển thì nó ngang bằng PK với là 16 level. Thì chúng ta có thể gọi nó chính là như kiểu là một con PK tàng hình đi chẳng hạn. Nhưng mà có lượng máu là ít hơn nhiều một chút xíu ở đây. Thì các bạn thấy không, PK 680, đam nó với đam PK nó cực kỳ to, và riêng nó solo với Queen thì nó không ngán đâu đấy. Bên cạnh đó này, đây, tốc độ vẫn là 16 các bạn. Vậy thì anh hôm qua mình đã làm một video về nhà chính Town 14 bay cúp huyền thoại bằng Royal Watch rồi. Thì anh em mà chưa xem cũng xem lại trên kênh của mình nha. Còn trong video ngày hôm nay thì mình nhận được yêu cầu của bạn là làm ở nhà chính Town 9, 10 hoặc là thấp hơn nữa thì đúng ok. Chúng ta cùng tấn công luôn nào và kiếm những nhà thật ngon nha. Đặc biệt anh em là có nhu cầu mua vé vàng hoặc là gói ưu đãi, ví dụ như là gói phong cảnh mà mình đã mua rồi ở đây. Mình đã review cho anh em một video rất là chi tiết rồi. Còn những cái gói này thì còn 4 giờ nữa thôi là hết, tức là 3 giờ chiều nay lúc trò chơi hội bắt đầu thì gói này hết. Anh em nào nhanh tay thì còn book thì vẫn kịp nha. Chuẩn bị cho update mùa đông năm 2021 đi các bạn, tháng 12 nhá. Ok, và đây thì mình đã chuẩn bị một con ạc tha hôn 9 để đi thi đấu cho nó chất lượng này các bạn này. Và cái combo mình sử dụng đó chính là 6 ôm bom, 2 wizards, 20 con Royal Watch, 1 golem với cả baby. Bởi vì là bình thường các bạn hỏi tại sao anh không chơi rơi, thì thực ra rơi của mình mới level 1 thì mình không thể chơi được, mà mình phải khắc phục và đổi sang cái spell mà mình mạnh nhất, và nói chung là mạnh đủ dùng ở nhà chính tao hơn 9, chứ không thể đánh rơi cấp 1 được. Như vậy nó rất là khó. Nếu video này được 1.000 like, mình sẽ đưa con ạc này của mình bay cúp huyền thoại. Hiện tại nó vẫn chỉ là 1.482 cúp ở nhà chính Town hơn 9 thôi. Nếu 1.000 like, mình sẽ làm series con ạc này bay cúp huyền thoại bằng chính cái combo Royal Ghost, và mình sẽ làm mẫu bay cho anh em ở Town hơn 9 luôn. Chất chơi nha. Và đây là cột mốc rank vàng 3 với số cúp là 1.404 với con ạc Town hơn 9 này của mình. Ok, anh em có chơi cái này của mình không? Đừng tiếc gì một lượt like, share, chia sẻ, tạo thêm động lực cho Akari Gaming thi đấu để lên rank huyền thoại. Nếu video này đủ 1.000 like các bạn nha, chúng ta sẽ sử dụng chiến thôi. Ví dụ như cái nhà này chẳng hạn, tài nguyên bây giờ là rất cần rồi. Thì đơn giản trong cái mẫu bay này thì các bạn đối với combo Royal Ghost thì anh em cố gắng tiêu. We'll be right back.
ở đây. Anh em đừng quên là chúng ta có lính hội thành. Thì tùy trong từng trận đấu, ở trong trận này thì mình xin là rồng điện. Còn anh em có thể sử dụng mà chơi theo tuyệt chiêu của các bạn, đó chính là mang thêm hop để vào xử lý những công trình phòng thủ phía ngoài, hoặc là đi cái vét ở khu vực đoạn cuối các bạn. Vẫn là chơi tốt thôi. Ok, thêm quả hồi máu nữa cho chất lượng nào. Ây giời, robot bá lắm đấy, đừng có đùa. Rồng điện của tôi. Ok em ơi. Úi giời ơi, bịt nó lại này, trưởng ít thôi bạn ơi. Thấy chưa? Vâng, lụm về 20 cúp cho tớ. Nếu anh em ủng hộ mình 1.000 like thì mình sẽ làm vâng đánh luôn vâng bài cúp huyền thoại hoàn hảo này vâng combo Rogos. Và anh em ở những nhà chính cấp thấp, đây là cơ hội tuyệt vời cho các bạn đạt được thành tích tốt nhất ở rank huyền thoại. Và nếu anh em nào mà chưa đạt được những cái cột mốc 2.600 ở rank cao thủ, hoặc là 3.200 ở rank vô địch champion, thì đây là một cái thời điểm rất tuyệt vời cho anh em đạt được những cột mốc đấy để lấy những quả gem free 1.000 gem và 2.000 gem các bạn nhá. Ok, bây giờ sẽ đến Town 10 nha. Wow. Nhìn nhà này là mốt thịt rồi anh em ạ. Robots ưu tiên tấn công những đơn vị công trình phòng thủ ngay ngoài. Và đây là một trong những nhà như thế. Tuyệt vời. Nó lại quá tuyệt vời. Và tôi đánh giá rất cao về thanh niên chê bầy này. Rồi nhà bạn sẽ nằm sớm thôi. Nhà bạn những công trình phòng thủ mà cứ sexy như thế này cho tôi xin pháp. Ơ kìa Queen, đi đâu vậy Queen? Một hit, hai hit và ba hit nằm luôn ạ. Rồi ok baby. Mặt này coi như là dọn đi. Mặt này coi như sẽ dọn xong đi. Những em vào đây, kinh kiếp gì cũng vụt đi cho anh cái. Quá êm luôn các bạn ạ, quá êm luôn. Tài nguyên thì ngon, cúp thì đã. Tội gì không thịt. Các bạn hãy cùng xem pha này nha. 2-1. Úi dồi ơi, và thanh niên kinh bị đơ đấy. Bị đơ một chút xíu đấy. Bị đơ một chút xíu nhưng mà vẫn thọ. Trời luôn. Rồi, bây giờ thì chúng ta cho kinh Queen này vào đây thôi. Rồi baby thì bên này mà chơi thôi, quý giác thì cũng vậy. Rồi, thoải mái luôn. Chúng ta mang thừa ôm bom mà. Úi giời ơi, đâu rồi? Rồi, vâng, mở lối bên kia. Nhưng mà chúng ta có nhảy mà sợ gì. Vào luôn đi. Ơ kìa, nhảy kìa. Đây, đúng rồi. Không cần sử dụng lính hội thành làm gì. Vâng, nhà này còn phút thoải mái. Không cần sử dụng đến lính hội thành. Cho baby thêm tí đồ nữa. Quẩy vitamin hung hăng vào. Ok, gồng kinh lên. Ô, Queen làm gì mà bị Tesla giật cho tím lịm thế này. Gồng quy luôn. Đập tiếp quả nộ nữa, đánh cho nó ác chiến kinh. Đúng rồi, vâng, chúng ta là người có đồ mà. Ừ thì băng cái nữa được chưa. Ây giời ơi, nhà đầy spell luôn ạ. Cố gắng lấy hoàn thành hết 3 sao để lấy 26 cúp các bạn. 46 giây là thoải mái. Những anh em cứ lên đồ vào. Kinh dấu hiệu không còn máu nữa, vẫn chiến thoải mái. Có vô là cực kỳ ngon cho anh em thi đấu luôn nha. Đừng tiếc gì một lượt like, share, chia sẻ kênh Atari Gaming nào các bạn ơi. Chiến đây, 30 mấy giây thôi là xong rồi. Ok baby. Easy game luôn các bạn. 1.000 like đây để còn chiến tiếp nào. Trời, quá đã tài nguyên luôn ạ. Ơi, về xem sao. Xin quân mát nữa thôi là chiến. Combo cực kỳ ngon, không cần phải bass spell làm gì đâu anh em. Đây là mình đang còn trên đường để lên tiếp golem cấp mới đấy nha. Anh em nào mà chưa múc vé vàng hoặc có gem có ưu đãi gì thì nhanh tay liên hệ fanpage của mình. Thanh toán thẻ điện thoại ngân hàng và Momo đều ok hết các bạn nhá. Ok, và đây là ảng tha hơn 10 của mình. Bởi vì là có thể nhiều bạn cũng giống như mình, chưa hề lên được cái spell, bass spell để kết hợp tốt và mạnh cho những cái combo khác. Thì anh em cứ tận dụng những cơ hội còn lại của anh em, đó chính là về bình nhảy, hồi máu và cuồng nộ. Đã mạnh rồi đúng không? Thì chúng ta tiếp tục triển khai tấn công thôi. Đây, đây là combo này, mình vẫn đang lên nhảy đấy các bạn này. Vẫn đang lên nhảy này, còn rơi thì vẫn chưa hề lên được.
thì chúng ta lại tiếp tục. Nhưng mà ở đây thì chúng ta mang thêm nhiều raw gauss hơn một chút xíu thôi. Arc này của mình thì vẫn chưa hề mạnh đâu, nó vẫn còn rất nhiều hệ thống phòng thủ đấy các bạn này. Thì đây vẫn là cái một cột mốc nữa, 1200, và con hàng thao hơn 10 này của tớ thì cũng rổ nhiều gem thế nhỉ. Để từ từ lần sau lấy cũng được đủ 5 dân rồi, cũng chưa lên được 2k6 và 3k2, thì đây sẽ là một cơ hội rất tốt để hoàn thiện mục tiêu các bạn ạ. Thì bây giờ kiếm nhà nào thơm thơm ngon ngon chiến luôn nha. Giàu không? Nhà nào giàu mới đánh nhá. Nhà này giàu phết các người anh em ơi. Nhớ rồi ơi, trong này là gì ta? Thả đá và có đường điện. Vâng, chỉ ngán hai trường hợp đó chính là Inferno một tia thôi các sếp ạ. À, càng này hơi căng đấy. Cứ cho là cắt tỉa khu vực bên ngoài nha. Cho nó cắt tỉa khu vực bên ngoài nha. Rồi bắt đầu cứ từ từ bình tỏ mà chơi nè. X-Bow nó giá A phết đấy anh em ạ. Rồi bốc được thằng kinh thì ngon. Cái nào mà cứ lòi công trình phòng thủ ra là chơi. Và hy vọng là chơi Raw Ghost của mình sẽ ăn được King Queen trong trường hợp này. Úi xời. Úi giời ơi. Vâng, nó vào cái kho nhưng nó không chưa bốc mấy thanh niên tướng. Vâng, cố gắng bụp tướng đi em. À, Red Queen này các bạn này. Hai hit nằm luôn ạ. Ok. Rồi. Và bây giờ thì cho Queen bên này nha. Và cho thả đá này, Golem này. Rồi này, mở lối vào Baby ở bên đây. Nguyên giáp nó sẽ đi sau khu vực này một chút xíu này. Chuẩn bị hồi máu và cuồng nộ khu vực này luôn. Rồi, vào đi. Một binh nhảy ở đây. Chúng ta có đóng băng mà. Chúng ta nên đóng băng để cứu được em nào thì cứu. Thời điểm này là rất cần, rất cần để mà cứu các bạn. Đúng rồi, Baby tốt vào. Hay lắm. Raw Ghost bụp thằng kinh đi. Chúng ta đang có quả cuồng nộ mà, phải tận dụng triệt để anh em ạ. Chúng ta đang có quả cuồng nộ, phải tận dụng triệt để. Đúng rồi, anh em thấy chưa? Ta hơn 10 có đầy đủ Inferno đấy. Úi dồi ơi, đừng có mà dẫn nhây chúng nó, không được đâu. Raw Ghost thì nó chỉ có là cái máu nó hơi yếu, có 270 thôi. Nhưng mà đam thì nó siêu to khổng lồ, bù vào. Ăn cái E dùng đi Queen. Oh no, 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 no. Không sao, bôi cao vẫn khỏi. Em Queen 36 hy vọng là vẫn khỏe. Và đây là một trận đấu mà thọt cả kinh các bạn nha. Anh em lưu ý là như vậy. Còn 3 công trình phòng thủ nữa. Cố lên em. Mang lại niềm tin hy vọng đi em ơi. Ok. Nếu video này đủ 1000 like thì mình sẽ bắt đầu cái chặng đường bay cúp huyền thoại với combo Raw Ghost vậy. Ok luôn. Như vậy là chấp nhận đục tường một chút xíu đi. 30 giây khi gần hẹo rồi thì tớ sẽ gồng vào đây. Gồng luôn. Quyết định gồng luôn cho nó lành. Ok bạn ơi, Archer bắn trụ Archer đi. Và như vậy là nó nhè đúng con Queen nó bắn. Cannon này ác thật sự chứ. Cannon này ác vãi đạn anh em ạ. Ấy giời ơi, 98%. Trận này có kinh thì ngon rồi. Ok, nhưng không sao cả. Bay cúp như vậy, ăn tài nguyên như thế này là quá ấm đối với một ảng thả hòn bé rồi. Chưa kể là còn có cả bonus. Thôi thì nhận đồ về mà nâng lên chứ còn gì nữa. Uy tín luôn bạn ơi. Sắm ít đồ nâng đi cho nó nhanh nào. Ok luôn này. Rồi, nhân lên này. Nói chung là đang thiếu đồ khá nhiều. Ok, hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở trong video chiều ngày hôm nay nha. Bye bye anh em.